Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay thứ 6 ngày 22 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh nghe thảo luận đối với báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025, báo cáo phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Doanh nghiệp xuất khẩu Thanh Hóa tăng tốc hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm, các ngành hàng, nhóm hàng chủ yếu của tỉnh đều tăng tại các thị trường chủ lực. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8, hôm nay 22 tháng 11, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận tại tổ về một số dự án luật được trình tại kỳ họp. Các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nam, Trà Vinh đã thảo luận cho ý kiến đối với dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Cho ý kiến đối với dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, đại biểu Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị làm rõ nguyên tắc, đối tượng áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong cái nội dung quy định này thì nó chưa rõ nguyên tắc là như thế nào và cũng chưa rõ đối tượng áp dụng. Cho nên theo tôi là cần phải rà soát lại để quy định nó rõ về nguyên tắc, đúng không? Theo tôi đề xuất rằng là nguyên tắc để mà thực hiện ưu đãi thuế đó là nó phải là để mà cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, đúng không? Hay là nguyên tắc là để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế chẳng hạn, để thu hút đầu tư. Hay là một nguyên tắc là có thể là phải tạo điều kiện để hỗ trợ các doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Thì theo tôi là cũng phải rất là cụ thể các nguyên tắc lại như vậy. Thế trong dự thảo luật thì nó không rõ. Thế là về đối tượng áp dụng thì cũng cần phải rà soát lại để quy định cho nó rõ ràng ra. Trong phiên thảo luận tổ chiều nay, đại biểu Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đã làm rõ hơn một số vấn đề các đại biểu quan tâm. Ví dụ như là bỏ cái chủ thể giám sát của tổ đại biểu Hội đồng dân đối với những cái mô hình chính quyền đô thị. Như ý kiến của anh Hải thì báo cáo chỉ đã đề một vấn đề rất lớn. Chúng tôi có hơn 100 cái báo cáo tổng kết của cả Hội đồng dân, cả Ban dân và đại biểu Quốc hội thì là 50-50 báo cáo như vậy. Và trong luật tổ chức Quốc hội quy định thì cái chủ thể giám sát của tổ đại biểu dân là một cái chủ thể rất quan trọng. Đấy, tuy nhiên là thực tế cái tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân này của cấp tỉnh, cấp huyện thì nó không phát huy được hiệu quả. Nhưng ai là người quyết để bỏ cái giám sát của tổ đại biểu nhân dân thì báo cáo anh Nguyên là nó cũng có cái khó, bởi vì nó được quy định ở trong luật tổ chức Quốc hội rồi, chưa đủ căn cứ để chúng ta bỏ cái chủ thể giám sát này. Nên do vậy là xin phép đồng chí là chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu. Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thường kỳ tháng 11, sáng nay 22 tháng 11, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và thảo luận đối với báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025. Báo cáo phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Mục tiêu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 là triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp chủ yếu nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chính sách cải cách tiền lương, an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025 bám sát nguyên tắc tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội và đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn bộ máy, tính đúng, tính đủ nguồn thu ngân sách, bố trí chi thường xuyên, triệt để tiết kiệm, ưu tiên các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội quan trọng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với báo cáo dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025, báo cáo phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025, đồng thời giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện các báo cáo theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự báo tình hình năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tập trung triển khai, đưa vào hoạt động các dự án hoàn thành theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư trực tiếp. Nhiệm vụ này phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ ngay từ những tháng đầu của năm 2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể đối với phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025, đồng thời lưu ý, việc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương phải tuân thủ nguyên tắc tiêu chí, thứ tự ưu tiên và phù hợp với thực tế của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Cũng tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thảo luận cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Thanh Hóa, quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2023 để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo nghị quyết số 37 của Quốc hội. Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đợt 3, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2025, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, đợt 1 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tiếp tục chương trình giám sát thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Chiều nay 22 tháng 11, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Hậu Lộc. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện Hậu Lộc đạt 92,7% dân số. Huyện phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số. Đến năm 2030, đạt trên 96%. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa địa phương với các ngành liên quan trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế còn hạn chế. Công tác chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại một số xã có thời điểm chưa thường xuyên liên tục. Còn nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ chưa quan tâm đến việc thực hiện nghĩa vụ trích nộp và tham gia bảo hiểm y tế cho người lao động. Một số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có biểu hiện lạm dụng trong chỉ định sử dụng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và thu dung bệnh nhân vào điều trị nội trú. Huyện Hậu Lộc kiến nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, tăng cường nguồn lực về con người và cơ sở vật chất cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giảm thủ tục hành chính trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả của huyện Hậu Lộc trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của huyện để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì do Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng. Tại buổi lễ, Đại tá Phan Sĩ Sòn Mi Say, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã trao huân chương chiến công hạng nhì của Bộ Quốc phòng Lào cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Đây là phần thưởng cao quý của Bộ Quốc phòng Lào nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc và những công hiến to lớn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa trong quá trình phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phăn. Đồng thời đây cũng là biểu tượng cho mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp giữa lực lượng biên phòng Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn nói riêng, giữa hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phăn và hai nước Việt Lào nói chung. Chiều qua 21 tháng 11 tại thị xã Bỉm Sơn, Cụm thi đua số 1 Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và hoạt động Mặt trận Tổ quốc năm 2024. Cụm thi đua số 1 gồm các huyện Nga Sơn, Quảng Xương, Hoàng Hóa, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và công an tỉnh. Năm 2024, hoạt động công tác dân vận, mặt trận tổ quốc của các địa phương đơn vị trong cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban dân vận và mặt trận tổ quốc các cấp trong cụm đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ đề năm đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, nổi bật là cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cuộc vận động nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng nông thôn đô thị, qua đó góp phần quan trọng giúp các địa phương đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Hôm nay 22 tháng 11, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 19 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2005, 23 tháng 11 năm 2024 và tiếp nhận hiện vật hiến tặng. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời và ý nghĩa của Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, điểm lại những dấu ấn nổi bật của Bảo tàng Thanh Hóa trong quá trình xây dựng và phát triển. Hiện Bảo tàng tỉnh đang sở hữu hơn 30.000 đơn vị hiện vật, trong đó có 3 bảo vật quốc gia và nhiều bộ sưu tập hiện vật quý hiếm. Hàng năm, bảo tàng đón hàng nghìn lượt khách tham quan trong và ngoài nước, cùng với nhiều chuyên đề trưng bày phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và công chúng. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Bảo tàng Thanh Hóa đã tiếp nhận khoảng 400 hiện vật của các cá nhân hiến tặng, gồm giấy tờ công tác, thư và kỷ vật của các thầy giáo và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, đồ dùng sinh hoạt của các gia đình đã sử dụng trong thời gian nhận nuôi học sinh tập kết ra Bắc, kỷ vật của các cựu chiến binh từng chiến đấu trên các mặt trận phía Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, hiện vật, cổ vật của nghệ nhân làng nghề đúc đồng Trà Đông và các nhà sưu tầm tư nhân. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2024. Đây là thời điểm các doanh nghiệp xuất khẩu tăng tốc để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm. Nhiều tín hiệu tích cực cho thấy xuất khẩu của hầu hết các ngành hàng, nhóm hàng chủ yếu của tỉnh Thanh Hóa đều tăng tại các thị trường chủ lực. Hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về cuối năm tiếp tục khởi sắc, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng ngày càng cao. Trong đó, những thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng trên 20%. Thị trường ASEAN, Nga, Canada đang là điểm sáng tiềm năng để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may. Đáng chú ý, tồn kho tại các thị trường chủ lực có xu hướng giảm dần so với cùng kỳ năm trước. Sức mua tăng đã tạo nên sự phục hồi nhu cầu đặt hàng từ các đối tác. Chúng tôi là đơn vị chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ và châu Âu. Thì với cái sản lượng của chúng tôi xuất đi thị trường là một năm khoảng hơn 2 triệu sản phẩm. Sang các cái thị trường khó tính như vậy thì chúng tôi luôn luôn phải thay đổi từ trong cái việc quản lý, nhận lẫn là đầu tư các cái công nghệ thiết bị hiện đại để đáp ứng những cái yêu cầu rất là khắt khe của khách hàng. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 212 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu với 55 chủng loại hàng hóa đến 68 thị trường trên thế giới. Trong 10 tháng năm nay, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ, bằng 84,5% kế hoạch, tăng gần 27% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã tập trung khai thác, duy trì tốt các thị trường truyền thống, đồng thời tích cực tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới. Hiện trong giỏ hàng hóa xuất khẩu chủ lực của tỉnh, các mặt hàng da giày, đồ gỗ, nông, thủy sản đều có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng tích cực từ 20 đến 30% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch của cả năm nay và có đơn hàng đến hết quý 1, quý 2 năm 2025. Thị trường Mỹ vẫn là thị trường có sức mua tốt nhất, hấp dẫn nhất, với số lượng đơn hàng của họ là rất là lớn, không như những cái nước châu Âu. Châu Âu thì họ mua những cái số lượng không nhiều, mỗi một mã sản phẩm, mỗi một lần đặt nó chỉ đến một vài trăm, thậm chí nhiều lắm chỉ 5 đến 10.000. Nhưng thị trường Mỹ một đơn hàng của nó lên đến hàng trăm nghìn sản phẩm trong một đơn đặt hàng. Theo dự báo của ngành công thương, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ duy trì đà tăng trưởng tốt từ nay tới quý 1 năm sau và có sự tăng trưởng đều ở các nhóm hàng cũng như thị trường chủ lực. Các yếu tố hỗ trợ tốt cho xuất khẩu là thị trường thế giới cơ bản ổn định, lạm phát giảm, nhu cầu và sức mua phục hồi. Tình hình sản xuất trong nước ổn định, nguồn hàng dồi dào, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt kết quả tốt. Các hiệp định thương mại tự do FTA phát huy tác dụng, giúp gia tăng kim ngạch ở các thị trường. Năm 2024, ngành công thương Thanh Hóa dự kiến giá trị xuất khẩu hàng hóa có thể đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ, vượt kế hoạch đề ra. Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động tối đa nguồn lực và sự đóng góp của cán bộ, nhân dân, các mạnh thường quân. Hiện nay, thị xã Nghi Sơn đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm nhà, sửa chữa nhà cho các trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Bà Lê Thị Chân ở tổ dân phố Dự Quần 1, phường Xuân Lâm, sống đơn thân, là hộ nghèo của địa phương. Ngôi nhà ngói cũ nát được xây dựng từ những năm 1980, mái đã sập và dột nát, không đảm bảo an toàn. Mỗi khi mưa bão về, bà đều phải sang nhà hàng xóm trú nhờ. Bà không có lương hưu hay thu nhập ổn định hàng tháng. Mơ ước về một ngôi nhà mới kiên cố là rất xa vời. Bằng sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, giờ đây bà Chân chuẩn bị được ở trong ngôi nhà mới. Tôi cảm ơn công ty, 2 công ty đó, cảm ơn nhà nước Cảm ơn chính phủ đã quan tâm xây nhà cho người nghèo. Kết hôn chưa được bao lâu, chồng chị Nguyễn Thị Lý ở tổ dân phố Phú Quang, phường Nguyên Bình phát hiện bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chồng chết khi con gái mới chỉ hơn 1 tuổi. Một mình chị làm lụng nuôi con. Công việc không ổn định nên cuộc sống chỉ đủ ăn qua ngày. Được cán bộ văn phòng thị ủy, ban tuyên giáo và trung tâm chính trị thị xã Nghi Sơn hỗ trợ 80 triệu đồng cùng chút tiền dành dụm và vay mượn thêm, chị Nguyễn Thị Lý quyết định xây dựng ngôi nhà mới rộng 60 m2 trên mảnh đất bố mẹ trồng trò, hiện thực hóa ước mơ có một ngôi nhà nhỏ riêng cho mình. Rất là cảm ơn cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và cùng cái sự đóng góp của nhân dân, ủng hộ với cái phong trào của cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ phát động. Thì gia đình cũng thay mặt cho gia đình cũng xin chân thành cảm ơn Đảng và Nhà nước. Khi bước vào thực hiện chỉ thị số 22, qua rà soát, toàn thị xã Nghi Sơn có 62 hộ gia đình gặp khó khăn đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở đợt 1 trong 2 năm 2024-2025. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, tổng số tiền đăng ký ủng hộ là 11,8 tỷ đồng từ sự đóng góp của cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Đến nay đã có 14 xã phường tiến hành khởi công xây dựng mới, sửa chữa được 37 nhà, trong đó xây dựng mới 22 nhà, sửa chữa 15 nhà. Thì các ban chỉ đạo của xã phường cũng đã nghiêm túc và thực hiện các quy trình, đã triển khai và vận động đến các tầng lớp nhân dân cũng như là cán bộ rồi công chức của các cơ quan. Thì trong cái thời gian qua là mặt trận Tổ quốc qua cái nắm bắt tình hình là thấy cái cuộc chuyển động ở cái cuộc vận động và các xã phường đã triển khai là rất tốt. Là địa phương có điều kiện kinh tế phát triển hơn so với mặt bằng chung trong tỉnh, số lượng hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở không lớn. Thị xã Nghi Sơn xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đóng góp, huy động tối đa các nguồn lực để không chỉ giúp cải tạo nhà ở cho các gia đình còn khó khăn trên địa bàn thị xã, mà còn đóng góp thêm nguồn lực cho chương trình tại các địa phương khác trong tỉnh. Với mục tiêu cao nhất là xóa hết nhà tạm, nhà dột nát để người dân tự tin vươn lên thoát nghèo. Với sức bật của tuổi trẻ cùng với bản lĩnh ý chí vươn lên, dám đi đầu, dám đổi mới, nhiều thanh niên ở miền núi Thanh Hóa đã khởi nghiệp thành công, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương còn nhiều khó khăn. Họ đã và đang truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng. Vốn là thợ lành nghề trong lĩnh vực sửa chữa điện nước, có mức thu nhập ổn định 30 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng năm 2022, anh Nguyễn Đức Thiện ở xã Hải Long, huyện Như Thanh lại quyết định về quê khởi nghiệp bằng mô hình trồng cây chuối và vú sữa hoàng kim trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ở quê hương là hiện tại cái quỹ đất làm nông nghiệp đang rất nhiều. Mình lựa chọn những cái giống cây nó mới mà nó năng suất hiệu quả mà nó cái chăm sóc nó ít. Thì mình sẽ về quê, mình muốn làm một cái gì đấy ở quê, tạo cái công ăn việc làm cho mình ở quê, vì đi làm xa, đi làm công ty mình đi làm nhiều nơi rồi. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải quê hương, nên là mình sẽ lựa chọn quay về quê hương sớm để mình lập nghiệp. Tuổi thơ gắn liền với cây tre, cây luồng nên ước mơ làm giàu từ những loại cây này của anh Lê Văn Thành ở huyện Như Xuân cũng lớn dần theo năm tháng. Năm 2012, anh Thành mở xưởng sản xuất các mặt hàng mây tre đan. Sau nhiều năm nỗ lực học hỏi, tìm hiểu thị trường, đến nay cơ sở sản xuất của anh đã có nhiều sản phẩm với độ tinh xảo cao, đáp ứng thị trường khó tính ở các thành phố lớn. Mình cũng đang có dự định là đưa cái sản phẩm này nó đi vào khu vực trong miền Nam, bởi vì trong đấy thì khách hàng này họ cũng xem trên kênh YouTube hay là trên cái trang Facebook của mình ấy, thì quảng bá thì khách hàng cũng đang yêu cầu vào trong đấy. Sắp tới thì mình sẽ đưa vào trong thị xã Kiên Giang và Phú Quốc. Xác định khi người thủ lĩnh dám đổi mới tiên phong thì phong trào sẽ hiện thực. Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã triển khai trên 800 mô hình bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp, đồng thời phối hợp với ngân hàng chính sách ủy thác cho đoàn viên thanh niên gần 29 tỷ đồng để phát triển kinh tế, hỗ trợ cho 27 dự án thanh niên vay mở rộng mô hình, tạo việc làm cho gần 200 lao động. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên được tổ chức hàng năm là sân chơi trí tuệ, ươm mầm khởi nghiệp cho các thanh niên miền núi. Đối với thanh niên là dân tộc thiểu số thì chúng tôi lại thiên về cái tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với trở về các địa phương để thúc đẩy thành phần tham gia là riêng cho thanh niên là dân tộc thiểu số. Thì ngoài ra chúng tôi cũng có cái sự hỗ trợ ưu tiên đặc biệt ở khi mà giới thiệu rà soát các nguồn vốn hỗ trợ về cho địa phương để vay vốn tiếp cận và phát triển kinh tế, thì cái lực lượng thanh niên này chúng tôi cũng có cái ưu tiên hơn. Các bạn trẻ ở miền núi xứ Thanh hôm nay với quả ngọt mùa đầu khởi nghiệp đã và đang truyền đi thông điệp mạnh mẽ, không có gì là không thể với sức trẻ và ý chí quyết tâm. Cũng chính từ đây, hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ trong toàn tỉnh nhằm đánh thức tiềm năng sức mạnh từng vùng, từng khu vực cũng đã được kiến tạo từ những con người trẻ tuổi, dám ước mơ và sẵn sàng dấn thân khi khởi sự doanh nghiệp. Với phương châm xây dựng nông thôn mới nâng cao là làm cho dân, mang lại lợi ích cho dân, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã huy động được sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, Vĩnh Thịnh đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Lúa nếp cái hạt cao là giống lúa truyền thống lâu đời của xã Vĩnh Thịnh. Năm 2002, chính quyền địa phương đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch vùng chuyên canh, mở rộng diện tích canh tác lúa nếp cái hạt cao theo hướng tập trung quy mô lớn. Đến nay, cả xã đã mở rộng được gần 300 ha lúa nếp hạt cao liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Năm 2020, sản phẩm gạo nếp hạt cao Lộc Thịnh được công nhận OCOP 4 sao, cho giá trị kinh tế cao gấp 3 lần so với lúa truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người dân. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu trọng tâm xã Vĩnh Thịnh hướng đến trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hợp tác xã là chúng tôi cũng đã liên hệ với các cái công ty đại lý trong và ngoài tỉnh để đưa quảng bá cái thương hiệu của nếp hạt cao Lộc Thịnh ra ngoài thị trường. Từ cái hiệu quả của mô hình đó thì chúng tôi cũng đang có kế hoạch là tham mưu các cấp ủy đảng chính quyền địa phương để vận động bà con xã viên là mở rộng cái diện tích gieo cấy để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kinh tế phát triển tạo điều kiện để người dân Vĩnh Thịnh tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm kích cầu sự vào cuộc của nhân dân. Cùng với những chính sách hỗ trợ của cấp trên, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành các nghị quyết hỗ trợ cho các thôn như hỗ trợ 100% xi măng đổ bê tông, nâng cấp đường giao thông nông thôn, 100% kinh phí chỉnh trang tường rào, xây dựng rãnh thoát nước, đường giao thông, nhà văn hóa, vườn mẫu. Từ đó đã khuyến khích nhân dân các thôn đóng góp tiền, ngày công lao động, xây dựng hạ tầng nông thôn theo quy định. Từ năm 2022 đến nay, xã Vĩnh Thịnh đã huy động được 195 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của nhân dân chiếm 77% để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang nhà ở dân cư. Người dân chúng tôi cũng cảm thấy là rất là phấn khởi và cũng đồng tình ủng hộ. Mọi người, mọi nhà, từng người là ra sức thi đua để xây dựng nông thôn mới. Địa phương chúng tôi là khang trang, sạch đẹp. Phải nói là đúng là có cái miền quê rất là đáng sống. Nhưng ngay từ ban đầu là chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, trực tiếp xuống chỉ đạo các thôn và đánh giá từng nhiệm vụ, từng giai đoạn cụ thể để có kế hoạch chỉ đạo kịp thời, sát và phù hợp với từng thôn. Thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã đạt được 19 trên 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thì với phương châm của chúng tôi là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng thì đã tạo được lòng tin và khí thế trong nhân dân. Xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao đã tạo nên một diện mạo mới trên quê hương Vĩnh Thịnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 64 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%. Với mong muốn ngày càng có nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã tặng gần 35.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Tính đến hết tháng 10 năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hóa có 100% hộ nghèo và trên 98% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Xã Nga Trường, huyện Nga Sơn có 5 hộ nghèo, chiếm 0,41%, 32 hộ cận nghèo, chiếm 2,6% tổng dân số. Thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, đến nay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Cùng với đó, thông qua nhiều chương trình khác nhau, các hoạt động cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng đã được thực hiện. Các cái đối tượng mà tham gia bảo hiểm y tế là như là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác thì khi mà đến trạm y tế khám chữa bệnh thì đội ngũ y bác sĩ chúng tôi khám theo đúng quy trình và được các đối tượng được hưởng bảo hiểm 100% và không phải chi trả thêm bất cứ một chi phí nào khác. Hiện nay trên địa bàn huyện Nga Sơn có 609 hộ nghèo và 1.880 hộ cận nghèo. Thời gian qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Trong đó, tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều tham gia bảo hiểm y tế. Cơ sở vật chất của các đơn vị y tế trên địa bàn huyện cũng từng bước được đầu tư nâng cấp, đủ điều kiện khám chữa bệnh y tế ban đầu cho người dân. Xác định rằng đây là những đối tượng yếu thế trong xã hội, rất là hạn chế, họ được những cái bảo hiểm do chính sách hỗ trợ của nhà nước hoặc là do những tổ chức chính trị xã hội. Cho nên bên cạnh đó, ngoài cái việc là chăm sóc về mặt chuyên môn thì chúng tôi cũng cố gắng hỗ trợ bệnh nhân về mặt tinh thần, cũng như là cái hạn chế, cũng như hỗ trợ được cái vật chất ít ỏi. Đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi một số cái tổ chức từ thiện, trong đó thì có các mạnh thường quân, có các nhà chùa cùng tham gia hỗ trợ. Việc triển khai thực hiện tốt các cái chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp cho người thuộc hộ cận nghèo tiếp cận được các cái dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe khi đi khám chữa bệnh. Qua thống kê, 10 tháng đầu năm trên địa bàn huyện có 4.511 trường hợp người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi khám chữa bệnh với số tiền quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 2 tỷ 543 triệu đồng. Hiện Thanh Hóa có 100% hộ nghèo và trên 98% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách giảm nghèo, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân. Lễ hội Pồn Pôông mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường Thanh Hóa. Tại Ngọc Lặc, nơi lễ hội Pồn Pôông được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn huyện đã tích cực gìn giữ để giá trị của lễ hội luôn được bảo tồn, phát huy trong đời sống cộng đồng. Hôm nay, các chị em phụ nữ tại làng Lỏ, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc lại tập trung đến nhà nghệ nhân dân gian Phạm Thị Tắng để được bà truyền dạy những nghi thức, điệu múa, lời ca trong lễ hội Pồn Pôông. Ngay từ thuở ấu thơ, bà Phạm Thị Tắng đã được sống trong không gian đậm chất văn hóa Mường. Lớn lên, bà hát hay, múa giỏi, trở thành chủ trò của lễ hội Pồn Pôông. Gần 80 tuổi, những kiến thức kinh nghiệm biểu diễn đúc kết suốt nhiều thập niên qua được bà truyền lại cho các thế hệ trẻ ở xã Cao Ngọc nói riêng, huyện Ngọc Lặc nói chung, với mong muốn nghệ thuật truyền thống quý báu của dân tộc Mường không bị thất truyền. Trước đây, thế hệ trẻ của chúng tôi thì chưa hiểu biết nhiều về trò diễn Pồn Pôông này. Sau khi được bà Phạm Thị Tắng truyền dạy cho, thì chúng tôi có thể hiểu biết nhiều hơn và cảm thấy yêu nghề hơn để nối dõi cái truyền thống này. Tôi mong muốn là dạy cho lớp này truyền sang lớp nọ, cho nên là muốn như thế cái con đường mà đi không muốn cho nó mất đi, không cho nó thủng đấy nhá, cứ muốn liền nhau mãi như thế, là muốn lớp này qua lớp nọ qua lớp kia, như thế là hắn nối nghiệm mãi. Lễ hội Pồn Pôông được đồng bào dân tộc Mường tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng, tháng 3 và tháng 7 âm lịch hàng năm để trai gái giao duyên, cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no sung túc. Để bảo tồn phát huy lễ hội Pồn Pôông, thời gian qua huyện Ngọc Lặc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của lễ hội cũng như vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Huyện cũng tích cực thực hiện đề án truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, mời các nghệ nhân tham gia giảng dạy, truyền đạt những nghi thức và kỹ năng trình diễn các điệu múa, bài hát, trò diễn trong lễ hội. Đối với cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của xã Cao Ngọc thì cũng rất là quan tâm đặc biệt đến cái trò diễn Pồn Pôông, và đặc biệt là nghệ nhân Phạm Thị Tắng thì cũng rất mong là trong cái thời gian tới thì nghệ nhân Phạm Thị Tắng cũng dành rất là cái sự quan tâm đặc biệt để truyền dạy các cái lớp tiếp theo cho để gìn giữ cái trò diễn Pồn Pôông, một cái di sản của văn hóa của người Mường. Cuộc sống hiện đại dễ khiến cho nhiều nét văn hóa, nhiều lễ hội truyền thống khó được bảo tồn. Ý thức được điều này, huyện Ngọc Lặc đã và đang lan tỏa giá trị, khơi gợi tình yêu, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm trong thế hệ trẻ để lễ hội Pồn Pôông nói riêng, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Mường nói chung được gìn giữ trường tồn cùng thời gian. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.